Thưa quý vị, xác định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, thời gian qua, Công an xã Chà La, huyện Dương Minh Châu đã phát huy cao độ tinh thần khi dân cần, khi dân khó, có công an, luôn khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng công an nhân dân. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy, làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động, chủ động, linh hoạt, bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo được niềm tin trong cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương. Xã Chà La hiện có hơn 3.000 hộ với trên 11.500 nhân khẩu sinh sống tại 4 ấp, có 78 tổ dân cư tự quản. Nhân dân sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, làm công nhân ở khu công nghiệp và tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã đã triển khai hiệu quả các kế hoạch chuyên đề trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, duy trì chế độ trực 24/24 giờ để kịp thời tiếp nhận giải quyết các vụ việc đột xuất bất ngờ. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, mỗi cán bộ chiến sĩ Công an xã Chà La luôn khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, học tập và làm theo tư tưởng của Bác. Cụ thể, trong quá trình giao tiếp giải quyết công việc với nhân dân, chúng tôi luôn có thái độ cởi mở, niềm nở, chào hỏi lễ phép, tận tâm phục vụ, xưng hô chuẩn mực, luôn lắng nghe những tâm tư và nguyện vọng chính đáng của người dân để giải quyết. Bên cạnh đó, chúng tôi kiên quyết đấu tranh khắc phục những cái biểu hiện của thái độ thờ ơ, quan liêu, hách dịch, đùn đẩy trách nhiệm, vô cảm trước những cái khó khăn của người dân. Thì trong thời gian qua, Công an xã đã phối hợp với cái mặt trận tổ quốc và các ngành đoàn thể đi tuyên truyền cho người dân để mọi người dân hiểu được và nhận thức được đầy đủ về cái tinh thần là toàn dân tham gia tố giác phòng chống tố giác tội phạm. Thì dưới tinh thần của các anh em công tác thì rất là nỗ lực. Thì trong thời gian qua đã triệt xóa được các cái tệ nạn xã hội được huyện ghi nhận. Bên cạnh đó, Công an xã đã tổ chức rà soát, lập danh sách theo dõi các đối tượng có tiền án tiền sự, nhất là số đối tượng hoạt động trộm cắp để có biện pháp quản lý, đồng thời tăng cường quản lý, gọi hỏi răn đe và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật, thanh thiếu niên hư hỏng. Vì vậy, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã giữ vững ổn định, không có các vụ việc lớn phức tạp xảy ra. Trước đây, về cái tình hình trật tự, tệ nạn xã hội hết sức là vô cùng phức tạp. Nhưng từ khi mà tháng 7 năm 2019, huyện đã kịp thời thấy rõ cái yêu cầu bức xúc ở địa phương và đã điều động lực lượng chính quy về, đã nâng cao nhằm có hiệu quả công tác ở địa phương, từng bước. Các tụ điểm tệ nạn xã hội ở trên địa bàn ấp dần dần là được bị triệt phá và giải tán. Mặt khác, coi như là những vấn đề giải về an ninh trật tự cũng như là mâu thuẫn ở cộng đồng dân cư, các tệ nạn xã hội là khi địa phương cần thiết điện thì lực lượng chính quy đã đến kịp thời để giải quyết, để không để sự việc lớn xảy ra nghiêm trọng ở địa bàn, coi như là rất là có hiệu quả. Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Công an xã thực hiện tốt việc tuyên truyền, dẫn động người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, tố giác tội phạm, duy trì củng cố hoạt động hiệu quả mô hình toàn dân tố giác truy bắt tội phạm ở địa bàn dân cư, dẫn động họ đạo cao đài xã Chà La tự quản về an ninh trật tự, móc khóa an ninh, camera an ninh, Zalo tuyên truyền phòng chống tội phạm. Với sự tin tưởng, đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân, tố giác cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, đem lại bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Có những cái người dân cũng không biết hết, nhưng mà nhờ bên phụ trách bên công an, người ta hướng dẫn là rất là chi tiết, rất là thân thiện, tốt. Tội phạm điển hình như cho mọi người nhân dân trong tổ tự quản phát cái móc khóa này, coi như số điện thoại cũng như là số nợ khẩn, lúc nào dầu ban đêm ban hôm gì, nếu mà cần thiết có mâu thuẫn cái gì, các cách xung đột gì, điện thoại mang đến 100% tích cực và rất tích cực. Quyết tâm tham mưu đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phục vụ tốt nhất cho người dân, góp phần xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Khắc ghi những lời dạy của Bác, phát huy những kết quả đã đạt được,
Thời gian tới, Công an xã Chà Là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân gắn với các phong trào cuộc vận động khác, tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, kề chai, sát cánh, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.